vậy trời? Đi đâu rồi? Ủa sao không ai hết trơn cậu vậy cả? Rõ ràng chỉ hẹn mình bữa nay tới đây dạy kèm cho con của chị mà. Dạy ô Rồi đi thiệt rồi. Trời ơi, mình nghe chị khoe là chị có đứa con gái mới có 11 tuổi thôi mà trời ơi nó thông minh lanh lợi. Cả xóm này ai cũng gọi nó là thần đồng hết đó. Bữa nay mình phải tới mình diện kiến coi nó ra làm sao đây. Chị hai ơi, chị hai, qua nhà không? Trời ơi, kêu muốn lòi bắn hỏng không ai hết trơn vậy. À, nhớ. Có cách rồi, để thử cách này coi được không nè. Thần đồng ơi, thần đồng có nhà không thần đồng? Ai kêu tôi đó? Có tôi đây. Em cho anh hỏi thăm miếng ơi. Có phải em là bé Thúy con của chị hai phải không? Con chị hai thì phải. Bé Thúy thì không. Ủa gì kỳ vậy? Vì tôi là thằng đồng mộng Thúy. Anh là ai? Tới đây làm gì? Tìm ai? Nói mau lên đi. Tôi đang bận nghiên cứu văn học. Chà đã. Nghiên cứu văn học rồi. Nghe qua là biết thần đồng liền ha. À, xin tự giới thiệu với em. Anh tên là Hùng. Tại vì chị hai má của em mời anh đến đây để dạy kèm cho em đó. Hả? Dạy kèm cho tôi hả? Đúng rồi. Chưa chắc ai dạy kèm ai à. Anh nhắm cái trình độ anh cỡ nào mà anh dám tới đây anh dạy kèm tôi vậy? Nè, sốc nghe. Được rồi ha. Phải tìm cách chặt cho con mắm này mới được. À, không nói dấu gì em, trình độ của anh cỡ đại học năm nhất được không em? Anh báo cho em biết nha, má em tuyển cả chục người rồi mới chấm được anh á. Còn học trò hả, mà nhóc nhóc cỡ em á, anh dạy 99 đứa rồi, còn mình em nữa là đủ 100 đó. Tôi cũng thông báo cho anh biết, tôi đã từng học qua 99 ông thầy cỡ như anh rồi đó. Ông nào cũng không đủ trình độ dạy tôi hết. Anh chắc là người thứ 100 đó. Chưa chắc em, chưa chắc ai là người thứ 100 mà. Không tin thử thì biết liền à. Sao? Nếu anh trả lời được 3 câu hỏi của tôi thì tôi sẽ nhận anh làm thầy. Còn không thì thôi. Ok không? Dám không? Ok. Trời, chuyện nhỏ. 3 câu mà ăn nhầm gì em. Chấp em 5 câu luôn á. Quân tử sức ngôn, tứ mã nan truy. Ôi trời ơi. Ok. Trời ơi. Nó phun gì vừa nho vừa anh trong đây nữa trời. Nghe cả nùi tự nhiên thấy quẩn. Mà không được. Không lẽ mình vậy mà đi thua đứa con nít sao? Dù cho nó có mệnh danh là thần đồng đi chăng nữa thì được em, được. Chơi chơi à, bi bi à. Giờ hỏi đi. Nghe nha. Lắng nghe nha. Đang nghe. Bình tĩnh nha. Bình tĩnh. Không run rẩy khi trả lời câu hỏi nha. Ok. Ok, mệt quá hỏi đi. Câu thứ nhất, trong các loài hoa, hoa nào quý nhất? Trời ơi, tưởng đâu cái gì khó khăn. Dễ ợt vậy cũng đố. Trong các loài hoa, hoa quý nhất là hoa hồng. Bởi vì hoa hồng là hoàng hậu của các loài hoa, đúng không? Sai rồi anh à. Sao sai? Sai bét luôn đó. Sao sai bét? Hoa quý nhất chính là hoa hậu. Cái gì? Hoa hậu? Không dám đâu. Ai nói với em hoa quý nhất là hoa hậu bậy bạ vậy? Má tôi nói đó. Anh dám nói má tôi là nó bậy không? Má ơi má! Thôi Stop cưng. Giảm volume xuống đi. Má tôi nói tôi dễ thương dày nè. Xinh đẹp dày nè. Lớn lên ráng trở thành hoa hậu là coi như tôi đổi đời. Vậy ha. Hoa hậu được biết bao nhiêu người săn đón, nâng niu, chiều chuộng. Muốn gì được đó. Hoa hậu ai mà không quý chứ. Anh chịu thua tôi chưa? Ok. Ok. Thầy. Ok. Thua. Coi như thua đi. Rồi. Còn câu hỏi thứ hai. Sao? Bình tĩnh nè. Nữa. Không căng thẳng. Căng đâu mà căng. Mặt mày em giãn lại giùm tôi chút đi. Thì mới thua câu đầu nó hơi xìu vậy thôi. Đó.
Nghe nè. Hỏi. Trong các loại bông, bông gì đẹp nhất? Trời ơi, nửa. Sao đố lòng vòng mấy này không vậy? Thì bông cũng như hoa thôi, có khác gì đâu mà em đố hả em? Sao mà như được? Anh thấy có ai nói hoa hậu là bông hậu không? Ok. Ok. Rồi. Để suy nghĩ coi. Bông đẹp nhất. Rồi, anh biết rồi. Bông đẹp nhất đó vẫn là bông hồng. Anh đúng là không? Sai bét rồi. Ủa sai hoài vậy? Anh lớn gì mà anh cứ thua một đứa bé 11 tuổi như tôi là sao? Chứ em nói bông đẹp nhất là bông gì? Bông đẹp nhất là bông tai. Hả? Ok. Rồi. Ok. Ok, cái gì mà ok? Ok. Rồi, biết rồi. Cái này là lại là do má em nói nữa phải không? Đúng vậy. Má tôi ép tôi sợ lỗ tai đau gần chết luôn vậy đó. Để tôi đeo bông tai nè, anh thấy không? Bông tai đeo mặn nặng mà tôi đi không nổi luôn á. Má tôi nói con gái phải đeo bông tai với chuyền cà rá mới đẹp. Con trai nhìn nó mới ghiền, nó mới mê. Mặc dù năm nay tôi mới 11 tuổi mà má tôi đeo cho tôi mới vàng vòng nè, anh thấy tôi đi không nổi không? Đúng rồi. Đúng rồi. Biết rồi. Ok. Đeo vậy nhiều nó đẹp ha. Đi xong cái mấy thằng ăn cướp mà để ý cái đi luôn, không có ngày về ha. Ở đó chảnh đi con. Trời đất ơi, kỳ này có dạy hay em hay là không dạy thì cũng phải góp ý với lại chị hai này mới được thôi. Ai mà đi dạy con nít kỳ cục như vậy thì trời đấy, không biết nữa. Giờ anh bình tĩnh nè. Sao? Anh đừng có nói nhiều vậy. Tôi biết anh mỗi lần anh trả lời không đúng, anh quý anh nói nhiều vậy đúng không? Coi như là anh đã trả lời không được hai câu rồi, anh cũng phải bình tĩnh. Chứ anh cứ đứng anh nói lãnh nhảm vậy là tôi sợ lát nữa anh không có bình thường đó. Anh phải bình thường như tôi nè, một cô gái 11 tuổi rất là bình thường, không có gì quá đáng hết á. Ok. Ok, mệt okay. quá. Ok hoài. Coi như là anh trả lời không được hai câu. Giờ tôi ưu ái câu hỏi cuối cùng cho anh. Hỏi đi. Đây nghe nè. Bà của cô bé hoàng khăn đỏ là bà nội hay bà ngoại? Đó là... Ủa gì ngộ vậy? Trời ơi, cô bé hoàng khăn đỏ mà cũng có bà nội hay bà ngoại nữa hả? Ý cái này em ơi, anh xin được phép trả lời hai lần được không em? Cũng được. Ok, lần thứ nhất. Lần thứ nhất đó là bà ngoại. Lần thứ hai. Lần thứ hai phải không? Bà nội, đúng, đúng. Không? đúng rồi. Ủa, sao kỳ vậy ta? Sao kỳ? Có hai đáp án mà anh trả lời hai lần thì làm sao mà không đúng được. Anh ăn gian quá, tôi không chịu đâu. Ok. Ok. Thôi đừng ok, okay nữa. Ok hoài. Nhưng mà anh hỏi nè, tại sao bà của cô bé hoàng khăn đỏ lại là bà nội chứ? Thì tại vì tôi thấy bà ngoại thì má tôi đưa về nhà chăm sóc thương yêu. Còn ba tôi đòi đưa bà nội về ở chung để lo cho nội thì má tôi không chịu. Ủa? Bởi vì bà nội tôi ở một mình y như là bà của cô bé hoàng khăn đỏ vậy. Tôi nói má ơi, má làm bánh con đem qua biếu bà nội y như cô bé hoàng khăn đỏ nha má. Vậy là má tôi một tiếng ớn ốc luôn. Ok. Trời ơi. Ok. Rồi biết okay. Rồi. Thôi khỏi ok biết rồi. Em trả lời nghe tạm được. Coi như là em có ốc quan sát đó. Thôi đừng làm bộ khen, để xin ở lại dạy tôi. Không dám đâu. Không dám chết rồi, đâu. Chết rồi. Cô bé này có bộ cha bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu từ cách giáo dục của gia đình đây. Bây giờ làm sao mình phải tìm cách để mình ở lại, mình uống nắng cho cô bé này mới được. Anh thần đồng mộng Thúy ơi. Dạy. Bây giờ anh nói vậy nghe. Bây giờ anh sẽ không ở lại đây dạy kèm em học đâu, mà anh sẽ ở lại đây để trở thành một người bạn chơi với em được không? Thiệt không? Thiệt. Anh ơi, nó xạo tôi quánh anh á. Đó, hổng đi. Anh chịu làm bạn với tôi hả? Thiệt á. Người như anh mà cũng chịu làm bạn với tôi nữa hả? Sao không chịu? Được không? Nhưng mà anh chịu mà má anh có chịu không? Ê trời. Má của mấy đứa nhỏ hàng xóm là đều cấm tụi nó chơi với tôi đó. Sao vậy? Mấy bà nói tôi một cái từ rất là dở thương. Từ gì? Con nít quỷ. Đâu có quỷ đâu. Cái này thuộc loại gà xoa rồi chứ quỷ gì nữa.
Anh nhưng mà sao chị hai nói là mọi người đều gọi em là thần đồng hết mà. Ôi, chỉ có má tôi gọi tôi là thần đồng thôi. Còn cả xóm này ai cũng gọi tôi là thần canh hết á. Vậy hả? À, thôi giờ không sao đâu. Không ấy bây giờ anh sẽ làm bạn anh chơi với em được không? Làm bạn thì mình phải giới thiệu với nhau. Anh nói chốt đây, ok. Rồi nữa. Thôi anh mua đất cái tiếng đi em ha. Chị qua bán nhiêu anh mua hết cho. Tiếng gì? Ok của em á. Vô giá muốn được đâu. Trời ơi. Thôi giờ để anh giới thiệu nè. Giờ xin tự giới thiệu với em. Anh tên là Hùng, sinh viên đại học sư phạm. Trời ơi, té là học dở lắm rồi mới vô học ngành sư phạm phải không? Ai nói em? Má tôi nói đó. Nói sao? Được chạy cùng sào mới vào sư phạm. Ê, trời ơi. Thầy giáo tháo giày, giáo án, giáo áo. Làm thầy giáo là coi như nghèo khạc ra to ho ra máu luôn đó. Bậy, trời ơi. Má em nói vậy là không có đúng đâu. Em đừng có nghe lời má em dạy như vậy là sai rồi. Nếu ai mà cũng nghĩ như em vậy hết đó, thì ai rồi làm thầy cô giáo để dạy dỗ học sinh nữa, đúng không? À, hen. Lúc đó mọi người chắc dốt như con bò tót á ha. Nữa nói bậy nữa, nói bậy nữa. Bây giờ thì tôi tự giới thiệu nè. Giới thiệu đi, em tên gì? Tỉnh nghe nghe. Trời ơi. Em tên là Thói. Mặt tỏi. Cao 1m. 21kg. Độc thân vui tính. Là sinh viên lớp 1. Lớp 4. Điệu quá nói không rõ. Tính tình vui vẻ. Thích nghe nhạc. Xăm phim và ăn quạt giặt. Mong được làm quen với các bạn nam có ngoại hình dở nhòn. Có xe đạp hoặc xe máy càng tốt hơn. Có kinh tế ổn định. Khoan. Anh thì cứ nhìn cũng được. Mà cái mặt anh hơi cời. Nín. Làm bạn thì cũng ok. Thôi okay. Nín liền. Ai dạy em giới thiệu về mình cái kiểu như vậy vậy hả? Thì tôi đọc báo trong mục tìm bạn muốn phương đó. Người ta viết vậy không à. Có lần tôi đăng báo tìm bạn bốn phương, mấy chú mấy bác gửi thơ về quá trời luôn à. Tôi với má tôi sấm đọc cười muốn bở bụng luôn á. Mà má tôi dành bạn của tôi mới ghê chứ. Tại vì mấy chú mấy bác là hợp với lứa tuổi của má tôi, còn tôi là không có hợp. Mà chưa hết đâu nha. Sao? Má tôi còn dạy tôi chat nữa. Chat? Anh có biết chat không? Không. Trời ơi, thời buổi này mà không biết chat là coi như phí nữa cái cuộc đời. Anh nghe lời tôi đi. Hãy chat đi đừng ngại ngùng. Và hãy chat đắm đuôi cho dâu mắt ta đà mờ. Khi bao nhiêu thời gian chắp cánh bay xa bờ, đàn bà đàn ông cũng phải chat giống như ai. Hãy chat đi đừng ngại ngùng. Thôi chat vô mặt bây giờ. Dạ cái chat vô mặt nó hết chat quá. Trời ơi em có biết em còn nhỏ lắm không? Bày đặt lên mạng chat làm gì? Thời gian giải trí đó em nên để dành để nè ca hát nè, hay là xem phim nè, xem truyện nè, có hết trơn không? Có chứ bộ. Vì là anh sai lầm về con người của tôi rồi. Sao? Má tôi dạy tôi đầy đủ hết đó. Tôi thích nghe nhạc nữa nha. Vậy hả? Chẳng những vậy á, tôi còn hát hay bá cháy luôn đó. Phải không? Mỗi lần mà văn nghệ trong lớp đó, tôi đều xung phong lên hát đó. Vậy phải được không? Đâu, bây giờ em biểu diễn thử cho anh coi nha, được không? Ok. Nữa. Ok. Thà như thế, thà rằng như thế, đừng níu kéo thêm nát ta lòng nhau chị ơi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi pha. Giấc mơ qua rồi. Không hát bài này được rồi. Không được em ơi. Em còn nhỏ làm sao hát cái bài này được. Hiểu. Em hiểu với anh. Ok. Hát bài khác. Rồi ok. Ước gì em đã không lỡ lời. Hay quá. Ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây có đơn vang tay. Đời em đã vắng rồi. Thôi chấp. Trời ơi, sao tôi khổ với em quá.
bài kia em hát không được, tưởng sao em chuyển qua em hát bài này cũng đâu có hát được. Ủa sao kỳ vậy? Bài hồi nãy là của thằng con trai, tôi hát không được thì là phải. Nhưng bài này là của đứa con gái mà, sao tôi hát không được? Ok. Anh đồng ý, nhưng mà những cái bài hát này là của người lớn em ơi, không có phù hợp với em đâu. Cái lứa tuổi của em là em nên hát những cái bài hát thiếu nhi. Chẳng hạn như là bài nè, con bướm vàng nè, chú ếch con nè, hay là con chim non, rồi ai hát mấy cái bài này? Trời ơi, chứ không ngờ một gương mặt như anh mà lại quá quê mùa quá hả? Anh quê mùa lạc hậu cực kỳ luôn á. Sao quê mùa? Ở trường tôi á, có bên là tiệm cà phê à. Ngày nào cũng mở mấy bài này hết á. Cả lớp tôi đứa nào cũng thuộc lòng á. Không hát nữa đâu. Bây giờ mình xem phim đi. Tôi thấy cái lứa tuổi của anh không có theo kịp tụi tôi đâu. Ok. À, rồi thôi, cũng được, cũng được. Bây giờ em thích cái gì là anh chiều em cái đó. Thôi bây giờ em thích xem phim phải không? Bây giờ mình đi xem phim gì đây? Bây giờ coi phim Doraemon đi. Hay là Tom Jerry Pokemon cũng được em. Coi mấy phim đó đi ha. Trời ơi, sao toàn phim nước ngoài không vậy? Gì nước ngoài? Ba tôi cấm tôi không được xem phim nước ngoài. Ừ. Vì thường có mấy cảnh hôn nhau ở trỏng. Đúng. Tụi tôi coi là không có nên. Đúng, 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 đúng. Ba em nói vậy là đúng đó. Vậy chứ em thường coi phim gì? Má tôi coi phim gì tôi coi phim đó. Vậy hả? Tôi vừa coi xong bộ Yêu Nhau Đến Chết. Hả? Hiện nay đang coi bộ Tình Yêu Thù Hận. Ôi dạ. Trời, công nhận nam diễn viên chánh tên nó đẹp trai ve sầu não luôn anh ơi. Trời ơi, chết. Anh mà bước vô là anh bít cửa với tụi nó luôn á. Trời ơi, chết rồi. Chắc mình phải dẹp cái chuyện phim ảnh này qua một bên quá. À, thôi em ơi, bây giờ cái chuyện phim ảnh mình tính sao đi. Không ấy giờ mình rủ nhau mình đi đọc sách đâu đi em ha. À giờ anh sẽ nói là má em mua một số truyện thiếu nhi hay là truyện cổ tích gì về cho em xem được không? Trời ơi, càng nói tôi thấy anh càng lạc hậu á. Sao lạc hậu? Thời đại văn minh mà đọc truyện cổ tích là sao? À, anh muốn đọc sách thì để tôi giới thiệu cho anh mấy cuốn của truyện của ba tôi đó. Ờ. Tôi đọc rồi, trời ơi, hay dễ sợ luôn á. Chuyện gì vậy em? Nào là Chuyện Ma Lúc Không Giờ, Hoàng Chân Đẫm Máu, Lolita Người Tình Bé Nhỏ. Rồi, tôi bỏ tay với con nhỏ này luôn rồi. Còn không giờ vậy đi. Anh thích đọc sách của ba tôi và anh đọc sách của má tôi đi. Cũng hấp dẫn lắm á. Vậy hả? À, Để Hiểu Tâm Lý Đàn Ông, anh đọc chưa? Ê, trời. Những Bài Học Tình Yêu. Hả? Sự Bí Ẩn Của Ngoại Tình. Trời ơi. Thế, đọc chưa? Thôi. Trời ơi, tại sao em lại đọc sách của người lớn? Ủa, ba mẹ em thấy em đọc vậy không la em sao? Ba mẹ em đâu có ở nhà đâu mà la. Ba mẹ em vui lắm. Mỗi lần đọc xong á là quăng sách tùm lum hết á. Rồi tôi lượm được cuốn nào là tôi đọc luôn cuốn đó. Chết rồi. Nhưng có nhiều chỗ tôi cũng không hiểu. Anh rảnh hơi ông, anh rảnh nghĩa giùm tôi chút đi. Rồi. Thấy chưa, em thấy gì chưa? Bây giờ tao nói là không thầy đố mày làm nên. Cuối cùng vòng vòng rồi cũng quay trở về vị trí thầy giáo. Chuyện nhỏ đó, bây giờ em muốn cái gì là em cứ nói ha, không biết cái gì thắc mắc cái gì cứ hỏi ha, không dù sao anh cũng trình độ đại học mà ha, không bây giờ em cứ hỏi đi. Nhưng mà điều quan trọng nè, muốn hỏi đó thì phải kêu anh bằng thầy mới được à, nghe vậy sai. Ok. À, xí đi, xí cho banh hơi đi. Trời ơi, gì không chịu thôi. Làm gì xí dữ vậy? Giờ không chịu kêu bằng thầy phải không? Vậy thôi, cho em dốt suốt đời em luôn. Thiệt, tôi nãy giờ tôi nói chuyện với anh lâu rồi, tôi thấy anh cũng dễ thương, tôi nể anh rồi tôi kêu bằng thầy thôi đó. Ok. Kêu đi. Thầy. Đó. Ơi. Ừ. Được không? Không phải vậy chứ. Thầy ơi. Ơi. Có chuyện gì trò cứ hỏi, thầy sẵn sàng trả lời. Hỏi đi trò. Thầy à. À. Thụ tinh nhân tạo là gì thầy? Thụ tinh nhân tạo có nghĩa là Trời ơi, tôi dính cháu với nhỏ này rồi. Trời sao kỳ vậy? Thiếu gì câu để hỏi? Sao em không chịu hỏi? Em hỏi câu này hả? Hỏi chi cho thầy ngọng vậy? Thì đó, tôi nể ông là thầy, tôi kêu thầy. Giờ á, thầy cũng đâu có biết. Mà tôi không hiểu, tôi phải hỏi.
Mà thầy không biết, giờ thầy giả bộ thầy hỏi ngược lại tôi chứ gì? Không dám đâu, không dám, không biết đâu. Cái vụ này là, nhưng mà ta không được. Trời ơi, làm sao trả lời cho em biết được? Khi nào em lớn lên đi thì lúc đó em sẽ hiểu. Như vậy là thầy không biết giáo dục trẻ con, vậy mà đòi đi làm thầy giáo. Trời ơi, con nít đó, nó luôn muốn biết mọi thứ và thường hỏi người lớn. Người lớn thì phải trả lời hết tất cả. Nhưng nếu người lớn không có trả lời thì người lớn thành người bé rồi. Trời ơi. Ok. Trời ơi, nó nói okay, ok. Nói như nó là cô giáo của tôi vậy trời. À được rồi. Bây giờ trò muốn thầy giải thích phải không? Thì thầy sẽ giải thích. À, đó cái đó có nghĩa là ví dụ nè. Ví dụ như những đứa trẻ. Những đứa trẻ làm sao thầy? Mà mình muốn có những đứa trẻ thì cần có cái gì? Dạ, còn có nhà bảo xanh. Đúng. À, thì ngoài nhà bảo xanh ra thì sao nữa? Thì cần có ba mẹ. Đúng. Sao nữa thầy? Còn nếu như một người mẹ nào đó muốn tự mình làm ra đứa con, mà nếu bà mẹ đó không tìm được một người cha để cùng làm ra đứa con, thì lúc đó thôi quên rồi thầy, quên rồi. Cũng như không à. Thầy nói chuyện xong chập thấy vô bổ vô ức quá, không có nghĩa lý gì á. Thầy mau quên như vậy chắc là hồi nhỏ thầy bị té giếng đúng không? Mày, ok. Mày nữa, đời người ai mà không có lần quên hả trò? Tại thầy quên trúng ngay cái câu này. Bây giờ em hỏi câu khác đi, thầy trả lời rõ luôn cho em tâm phục khẩu phục nè. Thề đi. Thề. Chắc không? Chắc luôn. Tổ cha nào nó láo. Nữa không nữa. Sao Lợi Dũng leo đầu tôi hoài trời. Nói vậy thầy giải thích giùm em nha. Sao? Trong tư thế không đẹp mắt là gì á thầy? Hả? Ủa? Trong báo viết là cảnh sát đã bắt quả tang đôi nam nữ trong tư thế không đẹp mắt là sao thầy? Có vậy cũng không biết nữa. Thấy không? Thầy nói thầy giữ lời uy tín đàng hoàng. Nè, câu này trả lời rõ cho em biết nè. Trong tư thế không đẹp mắt có nghĩa là Quân sao hôm nay thầy mắc còn bố cho thầy cà lam hoài hả? Chắc thầy quên phải không? Có bồ nhỏ té giếng không chỉ một lần đâu nè. Chắc luôn rồi đó. Thôi tí liêu quá. Nghe thầy giải thích nè. Trời ơi, nó lựa câu đọc nó hỏi không chết tía tôi rồi. Trò nghe thầy trả lời. Trong tư thế không đẹp mắt có nghĩa là khi người ta đi, đứng, ngồi, nằm với dáng vẻ rất là xấu rồi. Xong. Hiểu chưa? Ủa sao khóc? Sao cái gì? Thầy giải thích vậy đâu có gì đâu mà khóc. Nín. Nín. Vậy là ba em sẽ bị bắt ở tù rồi. Cái gì? Tự nhiên ba em bị bắt ở tù? Không có đâu. Ai nói vậy? Thầy nói chứ ai? Thầy nói hồi nào? Chân của ba tôi là chân dòng kiền. Ừ. Tưởng đây ổng sâu quá à. Vậy hả? Là tư thế ông có đẹp mắt. Thế nào cũng bị cảnh sát bắt như đôi trai gái kia rồi. Thôi nín. Trời ơi em nín đi. Đừng có khóc nữa. Em hiểu lầm ý thầy rồi. Thôi mà nín đi, không phải. Nín ý thầy không có phải như vậy đâu. Em biết sao không? Em đừng có lo cái chuyện đó. Ba em sẽ không có bị bắt. Tại vì thầy nói gì em hiểu không có kỹ thôi. Thôi bây giờ em ở đây chơi đi thôi thầy gì ha. Ở đây thêm chút nữa chắc thầy mà nghe em hỏi hoài chắc á khẩu luôn á. Thôi gì nghe. Không được. Gì? Em còn nhiều chuyện muốn hỏi thầy lắm. Mỗi lần em hỏi ba em là ba em cứu đầu em đau điếng à. Còn em hỏi má em thì má em nạt ngang đuổi em đi chỗ khác. Thầy ơi, trong sách viết là hắn ta đã dụ dỗ một thiếu nữ. Hết là gì hả thầy? Trời ơi, nó hỏi nữa, nó lựa câu độc đáo nó hỏi không à. À, bây giờ thầy giải thích cho em nghe ha. À, có nghĩa là như thế này, có nghĩa là nếu như mà người ta lấy mất của cô gái đó một cái thứ gì rất là quý giá. À, em hiểu không?
Vậy thì hôm qua em cũng bị chúng nó dụ dỗ lấy mất một thứ rất là quý giá đó. Hả? Em bị nó lấy hả? Trời, lấy cái gì? Lấy cái gì? Ai lấy cái gì? Thằng Cường chung bàn với em. Nó lấy em cái gì? Nó lấy của em cái vòng tay mà má mua tới 150 ngàn. Rồi nó đem tặng cho con Liên ở lớp cái bồn. Trời ơi, hú hồn hú vía. Chút xíu lọt tim rồi. Nó nói không rõ gì hết. Không phải, ý thầy nói là cô gái đó, còn em chỉ là cô bé thôi. Vậy làm sao em mới trở thành một cô gái? Dấu hiệu nào để biết hả thầy? Trời ơi, nó hỏi nữa. Em hỏi thầy rồi, thầy biết hỏi ai? Thầy không biết. Thầy ơi, trẻ con lấy ở đâu ra hả thầy? Có phải người ta tìm thấy trẻ con ở trong thùng rác không thầy? Ôi trời ơi. Mẹ em thường nói em được nhặt ở trong thùng rác á thầy. Trời ơi, chắc tôi chuyển nghề quá. Tôi vô bảo sanh viện luôn rồi. Trời ơi, nó hỏi cái gì đâu mà không biết đường trả lời vậy. Đúng rồi. Nhưng mà thầy nói cho em nghe, có nghĩa là như vậy đó, nhưng mà chỉ vài đứa thôi, chứ không phải là tất cả, hiểu không? Ủa vậy có phải bà Tiên đem trẻ con đến cho không thầy? Đúng rồi. Các em không có nhớ cái chuyện cổ tích những bà mẹ hiếm muộn là thường cầu nguyện là cầu trời ban cho tôi một đứa con sao, nhớ không? Gì vậy? Cười vậy? Sao cười vậy? Sao cười? Ủa sao muốn khóc khóc muốn cười cười vậy? Thôi đừng cười nữa, giải thích thầy nghe coi sao tự nhiên cười. Thầy nói chuyện nghe vui quá à. Sao vui? Thầy chưa có người yêu phải không thầy? Quỷ, đúng nít quỷ. Đang nói chuyện này bắt qua chuyện khác, khó xử. Sao em biết vậy? Còn tại sao nữa? Từng tuổi này mà thầy vẫn không biết các đứa trẻ từ đâu ra. Thầy không biết trong tư thế không đẹp mắt là gì. Thầy không biết làm sao một con bé trở thành một cô gái. Thầy không biết một tí gì cả. Thế mà thầy cũng đòi làm người lớn. Thú thiệt cái thầy, nãy giờ em chỉ thử thầy thôi. Chứ em biết hết trơn rồi. Hả? Thầy nói em con nít quỷ là tầm thường đó. Nhiều lúc em tự nhận mình là con nít ma luôn á. Trời ơi. Thầy muốn biết không, để em dạy cho thầy. Trời ơi. Chỉ cần thầy gọi em là cô giáo đi. Bộ thầy quên em là thằng đồng rồi hả? Ok. Cô giáo, cô cho tôi hỏi nè, cái này là cái gì vậy? Chổi lông gà. Mà sao má hỏi con dễ ọt vậy? Con là thần đồng, má mới hỏi câu gì cho khó hơn chứ. Thần đồng nè. Mày đứng lại, mày chạy đằng nào? Mày đứng lại cho tao quánh mày. Trời đất ơi, bữa nay mày xui rồi, mày gặp nhầm thần chổi rồi con ơi. Tao không cho mày thành thần đồng nữa, mà tao cho mày thành thần kính luôn nè. Ủa sao má đánh con? Trời ơi, cứu tôi với. Chị hai, khoan. Chị hai, chị dừng lại. Chị bình tĩnh lại đi chị hai. Sao tự nhiên chị đánh nó dữ vậy? Trời đất ơi, làm sao mà tôi bình tĩnh cho được? Tôi hỏi chú nè, bao lâu nay tôi thấy nó khôn ngoan, tôi mừng. Tôi tưởng là nó khôn trước tuổi. Có ai về đâu nó trở thành con nít quỷ. Nó tiêm nhiễm ba cái thứ bậy bạ vô đầu của nó nè chú ơi. Em đồng ý, đúng là em Thí chưa có ngoan. Nhưng mà lỗi không phải do em Thí đâu chị. Chú nói sao? Chú nói vậy là lỗi do ai? Ai dạy cho nó những cái thứ bậy bạ vậy? Thì đó là... Má chứ ai. Lúc nào má cũng nói bên tai con, làm sao con không nhớ được. Nào là con gái má đẹp, lớn lên trở thành hoa hậu cho má nhờ nha con. Nào là con đeo bông tai nhẫn cho quen để sau này có bồ mua tặng. Nào nên là thì tao có con gái đẹp thì mày phải để cho tao mơ mộng chứ. Thỉnh thoảng là tao nói cho vui miệng vậy thôi. Chị hai à, em nói chị nghe, con nít nó như là tờ giấy trắng vậy đó. Mình nói sao, mình làm gì nó đều học rất là nhanh. Đúng rồi đó, con như giấy trắng thì má con bô bô quẹt quẹt con thành giấy đen luôn. Thôi được rồi, để chứ anh nói cho má hiểu. Em nói chị nghe, chị
Chị biết không, thời buổi bây giờ nha, sách báo phim ảnh nhiều vô số kể luôn. Trời ơi, nó nhiều quá trời quá đất luôn á, trong nhà con quá trời sách thôi thôi được con á. Ừ, cái này ta gọi là nói leo đó con, mà dạ. Nó leo hồi là thành nói hỗn đó. Leo dạ. Xuống leo xuống. Dạ, để con xuống. Ừ. Đợi chút. Để cho anh nói chuyện với má. Em nói chị nghe, mình là cha mẹ, nếu mà chị mà không biết cẩn thận đó, để cho con cái nó tiếp xúc với thế giới người lớn nhiều quá đó, thì tụi nó sẽ trở thành thần đồng một cách nguy hiểm như thế này nè. Đó chị thấy không? Đúng rồi, phải cẩn thận nha má. Má nữa, sống nữa, không cẩn nữa, thận nữa, nữa. Tao biết rồi mày. Lỗi chú. Để xích ra cho tao nói chuyện với chú mày coi. Ừ thì tôi nói chú nghe nè, bữa nay là coi như là mắt thấy tai nghe rồi, thành ra tôi hiểu hết rồi chú ơi. Cái này là tại vợ chồng tôi cứ tưởng nó là con nít. Ừ. Nó không có để ý nên không cẩn thận đề phòng. À. Cũng may á, cũng may là hôm nay nhờ có chú đến đó nghe, tôi phát hiện kịp thời. Trời ơi, thiệt á, thiệt tôi không biết làm sao mà tôi nói bây giờ cảm ơn chú nhiều lắm nghe chú. Thủy, lại biểu coi. Trời ơi, sao mày cứ đứng như trời trồng vậy? Lại biểu. Từ lại. Đi phải từ từ, má làm như con tờ thuyền sao con bay được. Má con giờ rối lắm rồi nè. Mà con biết thế nào má đánh con à. Mà má đánh con là con đi bụi như trong phim luôn đó. Đó đó, nữa nói bậy đi không? Nó cũng trả treo đó chú thấy không? Mày thấy tao đang cầm cái gì không? Chỗ lông gà má đố hoài, má đố cái tầm thường không à. Giỏi vậy con. Nè, mày muốn tao phủi bụi mày nữa phải không? Thôi thôi chị hai, chị hai. Em đã nói chị rồi. Còn Thúy, em nói chuyện với mẹ như vậy là em hổn đó, nghe không? Thôi dạ, giờ lại nghe má dạy. Em hổn là em biết em hổn đâu á. À, thôi giờ lại nghe má dạy dỗ đi. Dạ. Thúy. Vậy thấy con dạ. Thấy không, thấy không? Má xin lỗi con nghe. Má nói câu này bữa giờ nghe tới được nhất á. Thấy không, thấy không? À, dạ con không hiểu, con xin lỗi má. Thôi giờ nghe lời của má nè. Lỗi này là của ba má. Từ nay ba má sẽ cố gắng dạy dỗ con lại. Má không dám để con trở thành thần đồng nữa đâu. À chú à. Dạ. Thôi thì bây giờ chú ráng chú giúp đỡ giùm cho vợ chồng tôi nghe. Dạ, chú lại chị? Đây chú kèm cặp bé Thúy giùm nghe chú. Dạ chị yên tâm đi. Em rất sẵn lòng. Chỉ cần cái là bé Thúy gọi em là thầy là được rồi. Nghe chưa? Gọi thầy đi con. Gọi thầy cho thầy lên coi. Dạ. Sao? Chào thầy Hồn. Ờ, phải vậy chứ. Thầy Hồn. Thầy Hồn. Chú Hồn, anh Hồn, mà thầy Hồn là dễ thương nhất. Ờ. Dạ mày.